và các bạn, ngày 1 tháng 6, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Phàn Giàng Páo, tên gọi khác là Phàn Anh Hải, sinh năm 1993, trú tại bản Sủng Máng, xã Sủng Máng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, và Tòng Văn Pứng, tên gọi khác là Tòng Văn Pâng, sinh năm 1967, trú tại bản Pom Cao, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, Sơn La, về hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Theo điều tra, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, hai đối tượng trên đã tuyên truyền lôi kéo được 14 người từ địa bàn Sơn La đến nhà của Báo ở Hà Giang. Tại đây, Báo đã đưa được 9 người vượt biên sang Trung Quốc trái phép. Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, trước đó đối tượng Phàn Giàng Páo đã đến xã Ngọc Chiến, huyện Mường La gặp Tòng Văn Pứng để tìm người đưa đi Trung Quốc làm thuê với mức lương 9 triệu đồng một tháng. Nếu tìm được người, Báo sẽ trả cho Pứng 1 triệu đồng một người. Nhận được tin báo, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Phòng Hình sự và Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang giải cứu và đưa được 8 người bị Báo và Pứng lôi kéo sang Trung Quốc trở về địa phương an toàn.